Thưa quý vị và các bạn, bấy lâu nay khi nhắc đến khả năng tiên tri siêu phàm, đại tài trong lịch sử Trung Quốc, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nhân vật huyền thoại, ví dụ như nhà tiên tri vĩ đại Gia Cát Lượng, thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn. Với khả năng liệu sự như thần cùng năng lực chính trị, quân sự vượt bậc, họ đều đã trở thành những khai quốc công thần, những phụ chính đắc lực cho triều đình thời bấy giờ. Thế nhưng sẽ là một sự thiếu sót rất đáng tiếc cho những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc mà chưa biết đến nhân vật đặc biệt này. Là người đầu tiên tổng hợp, hệ thống lại phương pháp tiên đoán số mệnh tử vi, cũng sở hữu khả năng tiên tri siêu phàm. Thế nhưng nhân vật này còn đặc biệt ở chỗ, ông thường xuyên nhắm mắt ngủ hàng tháng không thức dậy. Cho nên người đương thời còn gọi ông là ông tiên ngủ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ông tiên ngủ này đại tài như thế nào lại có thể khiến tận ba hoàng đế ra chiếu thư vời ông vào cung. Người tu Phật, tu đạo thời xưa có một phương pháp tu luyện kỳ lạ, đó chính là ngủ trong thời gian dài. Có người thậm chí ngủ liền mấy chục năm. Thời Ngũ Đại đến thời kỳ đầu nhà Tống, có một người tu đạo thích ngủ như thế, tên là Trần Đoàn. Mọi người gọi ông là Trần Đoàn Lão Tổ hoặc Thụy Tiên, ông tiên ngủ. Ông thường xuyên nhắm mắt ngủ, thường là hàng tháng không dậy. Sử sách ghi chép, Trần Đoàn là người chân nguyên, Hào Châu. Sau khi ra đời, ông không thể phát ra âm thanh. Lúc lên 4 tuổi, ông chơi đùa bên bờ nước xoáy, có bà lão áo xanh cho ông bú. Từ đó trở đi, ông có thể nói được. Hơn nữa, ngày càng thông minh, dĩnh ngộ. Lớn lên, ông đọc kinh sử Bách Gia, đọc một lần liền thuộc, trí nhớ siêu phàm. Thế nhưng Trần Đoàn chỉ một lòng mong muốn xuất thế. Thế là ông bán hết gia tài, ngao du sơn thủy. Sau đó, tên tuổi ông dần nổi danh. Thời nhà Hậu Đường, thời Ngũ Đại, Đường Minh Tông đích thân viết chiếu thư mời Trần Đoàn vào cung. Khi vào cung, ông chỉ chắp tay hành lễ mà không bái lạy. Nhưng Minh Tông đối đãi với ông lại ngày một cung kính hơn, đồng thời ban cho ông 3 cung nữ hầu hạ. Trần Đoàn từ chối rồi rời khỏi hoàng cung, ẩn cư ở vách núi Cửu Thất, núi Võ Đang để tu hành, tổng cộng hơn 20 năm. Sau đó, ông lại đến động đá núi Hoa Sơn tiếp tục tu hành. Có lúc, ông ngủ hơn 100 ngày không dậy. Có lần, một tiều phu trông thấy ở vách núi có một người chết, đầu và mặt đầy đất. Nhìn kỹ, tiều phu nhận ra là Trần Đoàn Lão Tổ. Sau một thời gian lâu, Trần Đoàn mới tỉnh lại, nói: "Ta ngủ đang ngon giấc, sao ông lại quấy nhiễu ta?" Chu Thế Tông, nhà Hậu Chu, thích pháp thuật luyện đan dược thành vàng bạc của đạo sĩ. Nghe nói đến đạo hạnh của Trần Đoàn, Thế Tông liền lệnh cho người đón ông vào cung sống hơn một tháng. Chu Thế Tông hỏi pháp thuật luyện vàng bạc, Trần Đoàn trả lời rằng: "Bệ hạ là chúa của bốn biển nên để tâm dốc sức trị quốc, sao lại để ý đến những chuyện phương thuật luyện vàng bạc như thế này?" Chu Thế Tông không trách tội ông, trái lại còn bổ nhiệm ông làm gián nghị đại phu. Trần Đoàn tạ từ rồi ra đi. Một hôm, Trần Đoàn cưỡi lừa đang đi du ngoạn ở Hoa Âm, bỗng nhiên nghe nói Tống Thái Tổ đăng cơ rồi. Ông liền vỗ tay, cười lớn và nói: "Thiên hạ từ nay thái bình rồi." Không lâu sau, Tống Thái Tổ hai lần triệu kiến ông. Trần Đoàn từ chối rằng: "Chiếu dụ hoàng đế, thôi đừng để Phượng Hoàng đem đến. Một cái tâm nơi hoàng dã đã bị mây trắng giữ chặt rồi." Sau khi Tống Thái Tổ qua đời, Tống Thái Tông lên ngôi cũng triệu kiến Trần Đoàn. Trần Đoàn đến yết kiến Thái Tông, Thái Tông đối đãi rất trọng thịnh. Mấy năm sau, Trần Đoàn lại đến yết kiến Thái Tông. Tể tướng của Thái Tông là Tống Kỳ nói: "Trần Đoàn giữ mình thiện riêng, không để thế lực danh lợi can nhiễu, đó chính là ẩn sĩ ngoài cõi trần thế." Trần Đoàn cư trú ở núi Hoa Sơn đã hơn 40 năm, tính ra tuổi của ông đã gần 100 tuổi rồi. Trần Đoàn tự nói ông đã trải qua loạn thế thời Ngũ Đại. May mắn hiện nay thiên hạ thái bình, do đó đến triều đình yết kiến. Đàm đạo với ông quả là rất đáng nghe những suy nghĩ của ông. Thế là Tống Kỳ hỏi Trần Đoàn sao không truyền thụ phương pháp tu thân dưỡng tính. Trần Đoàn nói bản thân ông không có phương thuật gì có thể truyền thụ. Ông cho rằng hiện nay chính là lúc vua tôi nên trên dưới đồng lòng tu đức, thay đổi cải cách, dốc sức quản lý thiên hạ, nỗ lực tu luyện cũng không vượt qua khỏi phạm vi này.
Tống Thái Tông cảm thấy rất đúng, xuống chiếu ban cho ông danh hiệu Hy Di Tiên Sinh, đồng thời ban cho ông một bộ áo tía, giữ ông ở lại hoàng cung, lệnh cho quan lại tu sửa Vân Đài Quán cho ông ở. Mấy tháng sau, Trần Đoàn rời đi. Giống như những người tu luyện khác, Trần Đoàn cũng có khả năng tiên tri siêu phàm. Trần Đoàn gặp Thái Tổ, Thái Tông và Đại Thần Triệu Phổ sau này cùng du ngoạn thành Trường An. Lúc ấy, ba người còn chưa thành đại nghiệp. Trong quán rượu, Triệu Phổ ngồi bên phải Thái Tổ và Thái Tông. Trần Đoàn nói với Triệu Phổ rằng, ông chẳng qua là một ngôi sao nhỏ trong khu vực sao Tử Vi, sao đế vương thời xưa, sao lại dám ngồi ghế trên. Sách Đông Đô Sự Lược Đời Tống cũng ghi chép một sự kiện thế này. Tống Thái Tông vì để chọn Hoàng Thái Tử đã có ý mời Trần Đoàn đến các vương phủ để xem tướng các hoàng tử, sau đó mới ra quyết định cuối cùng. Xe của Trần Đoàn đi qua cổng của Thọ Vương Phủ rồi trở về. Thái Tông hỏi tại sao, Trần Đoàn nói, vệ sĩ Thọ Vương toàn quan tướng, chẳng cần xem tướng các vương tôn. Nguyên văn, Thọ Vương môn vệ giai tướng tướng, na tiệu bất dụng kiến vương liễu. Thọ Vương chính là Tống Chân Tông Triệu Hằng sau này. Tống Sử có chép, trai thất của Trần Đoàn có một cái gáo lớn treo trên tường. Đạo sĩ Giả Hư Phúc trong lòng muốn cái gáo đó. Trần Đoàn lập tức liền biết suy nghĩ của ông ta, bèn nói với Giả Hư Phúc rằng, ông đến không phải là có sự việc gì khác, chỉ muốn cái gáo lớn của ta đó mà thôi. Thế là gọi người hầu lấy gáo trao cho Giả Hư Phúc. Giả Hư Phúc vô cùng kinh ngạc, cho rằng Trần Đoàn là thần tiên. Còn có một người tên là Quách Hãng, thuở nhỏ sống ở Hoa Âm, từng tá túc ở Vân Đài Quán. Trần Đoàn nửa đêm gọi ông ta dậy, bảo về nhà ngay. Quách Hãng do dự chưa quyết. Một lát sau, Trần Đoàn lại nói, ông có thể không về nữa. Hôm sau, Quách Hãng đến nhà mới biết mẫu thân của ông vào nửa đêm hôm trước đột nhiên bị bệnh đau tim, dường như sắp chết đến nơi. Sau thời gian khoảng một bữa cơm thì lại khỏi. Việc khiến người ta kinh ngạc, khen kỳ diệu là Trần Đoàn không những biết sự việc của người khác mà còn biết trước ngày qua đời của mình. Năm Đoàn Cùng thứ nhất, tức năm 988, Trần Đoàn bỗng nhiên nói với đệ tử là Giả Đức Thăng rằng, con có thể đục vách đá hẻm núi Trương Siêu làm nhà, ta muốn nghỉ ngơi ở đó. Tháng 7, mùa thu năm Đoàn Cùng thứ hai, thạch thất đã đục xong. Trần Đoàn đích thân viết biểu tấu mấy trăm chữ. Biểu tấu đại ý nói rằng, thần khí số sắp hết, thánh triều khó mà lưu luyến. Sau đó sẽ vào ngày 22 tháng này, hóa hình ở trong hẻm núi Trương Siêu dưới ngọn núi Liên Hoa. Sau đó quả nhiên, đúng như đã hẹn trước, ông rời khỏi thế gian, hưởng dương 118 tuổi. Sau khi qua đời 7 ngày, thân thể và tứ chi vẫn còn ấm. Khi đó, mây ngũ sắc che kín ngoài cửa hang động suốt cả tháng không tản mất. Có một truyền thuyết nói rằng vào cuối đời Đường suy vong, giặc giã nổi lên như ong ở khắp nơi, dân tình phải chạy loạn khốn khổ lầm than. Trong đám dân chạy loạn lên núi Hy Di có một người đàn bà gánh một bên là đứa nhỏ, một bên là hành trang. Trông thấy cậu bé thông minh, đĩnh ngộ, hình hài có vượng tướng đế vương, Trần Đoàn tức khẩu liền đọc câu thơ: chớ tưởng ngày nay không chúa thượng mà đem thiên tử gánh quang chơi. Quả nhiên cậu bé ấy sau này làm vua, tức Triệu Khuông Dận, lập ra vương triều nhà Tống. Câu chuyện này vẫn luôn được lưu truyền cho tới ngày nay trong lịch sử Trung Quốc như một minh chứng hùng hồn về khả năng tiên tri đại tài của ông tiên ngủ này. Đầu đời Tống, nghiên cứu tinh thông Chu Dịch, soạn các sách Chi Huyền Thiên, Tiên Thiên Đồ. Tương truyền Trần Đoàn theo Tăng Văn Sam học được thuật phong thủy. Sau đó, Trần Đoàn lại truyền cho Ngô Khắc Thành. Ở mãi tỉnh Tứ Xuyên, ông có nhiều học trò theo học. Trong văn hóa truyền thống có dịch học là một nền học vấn tinh thâm, rộng lớn. Trần Đoàn là người đem lý luận phong thủy và dịch học liên kết chặt chẽ với nhau. Một mặt làm cho dịch học thẩm thấu sang cả lĩnh vực phong thủy nhuốm màu sắc huyền bí. Mặt khác, sự trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ngày càng thêm hỗn loạn, phức tạp. Quả là một điều phi thường mà sự bình sinh rối bét. Mặt khác, theo như nhiều thư tịch còn nói rằng Trần Đoàn là vị tổ sư của môn tử vi học ngày nay. Tóm lược, Trần Đoàn là một nhà nho tinh thông, nho, y, lý, số, kiêm thuật sĩ, tu tiên, luyện phép trường sinh.
ông hay đi vào rừng hái thuốc và luyện tập, thư giãn ở những nơi thông thoáng, mát mẻ, khí trời trong lành, và thấy chỗ nào sạch đẹp, an toàn, ông thường ngủ ngay tại đó để thư giãn và dưỡng sinh. Có chỗ ông ngủ vài ngày, có chỗ vài tháng, có chỗ đến vài năm. Chuyện kể rằng một người tiều phu vào rừng đốn củi, thấy có một xác người nằm trên cỏ bụi và lá cây bám vào mà người không thối nát. Lấy làm lạ, bèn lại gần để xem xét kỹ thì thấy ông bừng tỉnh dậy nói: "Tôi đang ngủ say, bác đến làm động không khí nên tôi tỉnh dậy, thật tiếc quá." Hỏi ra thì giấc ngủ này của ông đã được gần 10 năm. Vì vậy, có dịp tu dưỡng và gần gũi quan sát thiên nhiên, nên ông tìm ra những quy luật của tự nhiên và sự vận hành của vũ trụ và quan hệ tới sinh mạng của con người, nên ông lập ra những phương pháp để hỗ trợ cho nghề y như số tử vi, số tiền định, số tử bình. Nhưng vì khiêm tốn, mặc dù nhà Tống mấy lần mời ông ra làm quan, ông đã về kinh đô mấy tháng rồi lại trốn, bỏ đi tu và để lại thư xin cho ông được tự do ngao du sơn thủy. Không màng danh lợi, ông cũng không nêu tên ông trong những tác phẩm của mình. Thế nhưng người đời sau thông hiểu y, lý và định lý thì nhận ra hình bóng của ông và ghi nhận rằng ông là tổ sư của khoa số tử vi. Vì cách sống ngao du sơn thủy của ông nên người ta không rõ được năm sinh và tuổi thọ của ông. Thế nhưng chắc chắn mọi người biết ông sống từ cuối triều đại nhà Đường sang đầu triều nhà Tống. Tính lại, kể cả những năm ông ngủ ở trong rừng là được 118 năm, nên người đương thời nói ông thọ 118 tuổi. Kể ra, tuổi thọ 118 năm đối với một nhà nho y chuyên luyện phép trường sinh kiêm chiêm tinh lý số thì không có gì là quá đáng. Vì hiện nay, trên thế giới có người sống hơn 100 tuổi, số ấy cũng không ít. Điều đáng ca tụng, Trần Đoàn vốn là người tính tình khiêm tốn, thanh thản, không màng lợi, không màng danh mà học thức uyên thâm, cao quý, đáng làm gương cho hậu thế noi theo. Sử đời Tống có ghi chép về chuyện Trần Đoàn như sau. Trần Đoàn tự là Đồ Nam, người Châu Nguyên, Hào Châu. Lúc lên 4-5 tuổi, chơi trượt băng ở cạnh hồ nước, có một bà già mặc áo xanh cho bú. Từ đó trở đi, ngày một thông minh, đĩnh ngộ. Lớn lên, đọc hết các kinh sử của Bách Gia, Chư Tử, thuộc lau lau, không quên một chỗ nào. Nổi tiếng là thuộc rất nhiều thơ phú. Về sau, nhà Đường hưng thịnh, thi tiến sĩ không đỗ, không ham chuyện cầu lộc quan chức, chỉ mải vui chơi cùng non xanh nước biếc. Tự kể rằng đã thường gặp Tôn Quân Phòng, Bì Sử Sĩ, hai con người đó là bậc cao sĩ trên đời. Đoàn thường nói rằng Vũ Đường Sơn, Cửu Thất Nham có thể ẩn cư được. Đoàn đã ẩn tại đấy hơn 20 năm, ngày ngày uống rượu, sau rời đến ở tại Hoa Sơn Vân Đài Quan. Ngài dừng chân tại căn nhà đá núi Thiếu Hoa, mỗi nơi ngủ, ngài nằm hơn 100 ngày không dậy. Trần Đoàn là người ham đọc dịch, tay không rời sách, thường tự gọi là Phù Giao Tử, trước tác bộ Chi Huyền Thiên gồm 81 chương, dạy cách dưỡng sinh và hoàn đan. Tể tướng Vương Bạc cũng làm ra 81 chương để chú thích. Trần Đoàn lại còn có các tập Tam Phong Ngụ Ngôn và Cao Dương Tập, Điếu Đàm Tập hơn 600 bài thơ. Tương truyền, học vấn của Trần Đoàn là do Ma Y Đạo Giả thời Ngũ Đại truyền cho. Ma Y Đạo Giả soạn ra có Chính Dịch Tâm Pháp, đầu đề là Hy Di Tiên Sinh Thụ Tỉnh Tiêu Tức, có nghĩa là trao cho Trần Đoàn. Trần Đoàn đem ra chú thích sách này. Sau, có người học trò giỏi là Thiệu Khang Tiết đã nghiên cứu nó mà làm ra Mai Hoa Dịch Số. Những câu chuyện về các nhà tiên tri luôn chứa đựng trong đó màu sắc kỳ bí, huyền ảo mà chúng ta chẳng thể nào lý giải được. Ví như vì sao Gia Cát Lượng có thể tiên đoán chính xác được thế sự của 2.000 năm sau một cách chuẩn xác, Lưu Bá Ôn cũng có thể nhìn ra hậu vận triều Minh khi nào tận thế. Những điều đó có lẽ chỉ tự người trong cuộc hiểu được. Các bạn khán giả ngưỡng mộ, yêu thích nhà tiên tri nào nhất trong lịch sử Trung Quốc? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!